Thị trường chứng khoán trong nước trong ngày giao dịch hôm nay đã chứng kiến việc thanh khoản giảm mạnh kéo phiên giao dịch đầu tuần quay đầu giảm, chấm dứt chuỗi tăng điểm 4 phiên liền trước. VN Index trong phiên giao dịch buổi sáng vẫn nối tiếp đà tăng, tăng liền 5 điểm, nhưng sau đó một số cổ phiếu blue chip quay đầu giảm, kéo VN Index chốt phiên quay đầu giảm gần 4 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index còn 1.268,48 điểm với 261 mã giảm, 137 mã tăng và 69 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng giảm 0,92 điểm, tức là 0,39%, còn 233,38 điểm với 89 mã giảm, 67 mã tăng và 69 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 12.900 tỷ đồng, giảm hơn 8.000 tỷ đồng với phiên giao dịch trước.